Dù dễ thương đến đâu, những bé đầu cưng cũng có thể biến thành cơn ác mộng đấy. Hãy đồng hành cùng Jamshiel, Michelle và 13. Trong cuộc hành trình giúp đỡ những người chủ, mang mèo và con người tới gần nhau hơn. Mèo giống như con người, chúng cũng có cảm xúc. Trông nó ra dáng một con mèo rồi đấy. Mèo của tôi tới từ địa ngục phiên bản Trung Quốc, cấm chiếu vào 9 giờ tối thứ năm ngày 6 tháng 4 trên kênh Animal Planet.